Các bạn đang nghe sách Học về tiền, cách bạn đầu tư là cách bạn giàu có. Tác giả John Seung-yong, dịch giả Lã Thị Hà Thu, phát hành bởi Livebook và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thùy Uyên. Được phát sóng trên kênh YouTube Đọc sách cùng Thùy Uyên Sách Nói. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lời nói đầu. Lý do phải học về tiền. Dù đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 25 năm, thế nhưng tại sao cuộc sống của cha vẫn khó khăn như vậy? Con trai à, cha đã tự hỏi câu này hàng nghìn lần trong đầu. Cha đã sống cả cuộc đời với suy nghĩ rằng mọi thứ đều là nghiệp chướng do sự kém cỏi của cha. Điều này xảy ra đơn giản là vì sự thiếu hiểu biết về cơ cấu kinh tế và vì sự mù quáng, khờ khạo của bản thân cha. Những kiến thức về kinh tế quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Con trai ạ, cha chỉ cần nhận ra điều đó khi bản thân đã đánh mất trọng tâm giữa đại dịch corona. Trong suốt thời gian qua, cha đã sống như một kẻ mù chữ về kinh tế, mà chữ ở đây không chỉ đơn thuần là việc không biết chữ. Trong thời đại của chủ nghĩa tư bản tài chính, nếu không có khả năng thấu hiểu các nguyên tắc của tiền bạc hay những kiến thức về kinh tế, thì đó cũng chính là mù chữ. Cha làm chuyên gia phân phối đã đảm nhiệm công việc lên kế hoạch và bán sản phẩm trong suốt 25 năm tại một tập đoàn lớn. Cha đã luôn học tập và làm việc một cách chăm chỉ. Từ đó, cha đã hiểu được dòng chảy của tiền trong chủ nghĩa tư bản. Cha biết cách làm thế nào để tạo ra một sản phẩm tốt, làm thế nào để bán hàng và xu thế thị trường sẽ dịch chuyển và phát triển ra sao. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, cha cũng là một người thất học về kinh tế vì cha chỉ chăm lo cho sự phát triển của công ty. Trong khi mẹ con có thể biến số tiền hạt giống 600 triệu won trở thành 5 tỷ won, thì cha không có gì khác ngoài thu nhập của bản thân. Cha đã là chuyên gia độc nhất trong cái giếng của chính mình. Mặc dù bên trong cái giếng ấy, khả năng của cha được công nhận, nhưng cuộc sống của cha lại chẳng dễ dàng chút nào. Dù muộn, nhưng cũng thật may mắn làm sao khi các giác quan về kinh tế của cha đã được đánh thức. Và cũng là vận may lớn của gia đình ta khi mẹ con là người có cảm quan về kinh tế rất tuyệt vời. Nếu mẹ con không phải là một người như vậy, cha không dám tưởng tượng rằng gia đình ta sẽ khó khăn và ảm đạm đến mức nào. Từ nay về sau, thế giới mà chúng ta sinh sống sẽ vô cùng khó khăn đối với những người mù chữ về kinh tế. Vì vậy, chúng ta phải sống như một chuyên gia về kinh tế. Con có thể tự hỏi, vì sao cha lại kỳ vọng ở con một thứ mà ngay cả cha cũng không làm được? Con cũng có thể so sánh với bạn bè xung quanh và nói rằng con còn quá nhỏ để quan tâm đến chuyện tiền bạc. Bạn bè của con nói rằng chúng không quan tâm đến việc quản lý và tiết kiệm tiền. Chúng chỉ đắm chìm trong việc mua những chiếc xe đẹp và tiêu tiền cho những thứ tuyệt vời khác. Vậy nên con không được lấy bạn bè của mình làm tiêu chuẩn. Theo dữ liệu từ dịch vụ giám sát tài chính, hiểu biết về tài chính của người trưởng thành Hàn Quốc thấp hơn mức trung bình của các nước OECD trong tất cả các lĩnh vực. Có nghĩa là người dân Hàn Quốc ít quan tâm đến tiền bạc và thiếu hiểu biết hơn so với người dân ở các nước OECD. Vậy nên, liệu việc tỷ lệ người cao tuổi thuộc diện nghèo ở nước ta đứng đầu trong số các nước OECD có liên quan đến điều này hay không? Nếu như con lấy bạn bè làm tiêu chuẩn và sống như chúng, không quan tâm như cách cha từng ngó lơ các kiến thức về kinh tế, con sẽ phải đối mặt với các thử thách còn nặng nề hơn cả những người cao tuổi hiện tại khi con về già. Nếu như không có những tri thức về kinh tế, con sẽ trở thành một người mắt đen. Cha hy vọng con sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy của chủ nghĩa tư bản, làm việc quần quật không ngừng nghỉ, mà cuộc sống vẫn cứ mãi khó khăn như cha. Đây là lý do tại sao cha luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu kinh tế với con. Con trai à, hãy học về kinh tế.
Cha cầu nguyện điều này với tấm lòng thương yêu và quan tâm tới cuộc sống của con hơn bất cứ ai. Cho dù cuộc sống của cha khó khăn như vậy, nhưng cha vẫn có hai vận may trong đời. Khi cha mới bắt đầu tham gia hoạt động kinh tế, đã có rất nhiều việc cha có thể làm. Ngay cả khi kiến thức về kinh tế của cha có thiếu hụt, cha vẫn có thể kiếm tiền bằng lao động chân tay. Cha đã may mắn khi được sống trong một thời đại như vậy. Một thời đại mà cha có thể kiếm đủ tiền để sống bằng những công việc tay chân. Đó không phải là một thời kỳ tăng trưởng thấp với sự cạnh tranh khốc liệt như bây giờ. Vậy nên cha đã có thể dễ dàng kiếm đủ tiền để sống. Vận may thứ hai là cha đã kết hôn với mẹ con. Con biết đấy, cha chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, còn mẹ con là người phụ trách tất cả, tài chính, bất động sản trong nhà. Mẹ con có tư duy kinh tế nhạy bén, nên đã rất thành công trong lĩnh vực tài chính bất động sản. Nhờ đó mà chúng ta đã trở thành chủ của 3 căn hộ ở Seoul và không bao giờ phải lo lắng về một cuộc sống nghèo khó. Tất cả những thành quả này hầu như không có sự tham gia của cha, mà đều là nhờ vào cảm quan kinh tế lỗi lạc bẩm sinh của mẹ con. Con phải học về kinh tế vì những kiến thức mập mờ không khoa học ở thế hệ của cha sẽ vô ích đối với con. Con phải học về kinh tế đúng cách. Nếu con không học đúng cách, con sẽ rất khó để có thể sống và tận hưởng một cuộc sống thoải mái. Thế nhưng rất khó để có thể nghiên cứu những kiến thức thực tế khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nếu những kiến thức kinh tế có thể học được trong trường làm cho con người ta trở nên giàu có, thì tất cả những nhà kinh tế học giỏi nhất cũng sẽ trở thành những người giàu có. Khi học về kinh tế, hãy chọn lọc ra những điều con cần trong số những gì họ nói. Những kiến thức kinh tế mà con cần là những thứ không nằm trong lý thuyết được in trong sách giáo khoa. Nếu con muốn trang bị cho bản thân những kiến thức kinh tế thực tế và muốn kiếm đủ tiền để sống mà không phải lo lắng, thì cách khôn ngoan nhất là học hỏi từ những nhà kinh tế trong lĩnh vực này ở xung quanh con. Xung quanh con có rất nhiều nhà kinh tế học lỗi lạc, mà khi phát hiện ra con sẽ rất ngạc nhiên. Học hỏi từ họ những kiến thức thực tiễn về kinh tế là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Cha muốn giới thiệu mẹ con với tư cách là một nhà kinh tế học mà con có thể học hỏi. Mẹ con có cảm quan kinh tế vô cùng nhạy bén, đặc biệt là khả năng phán đoán giá trị của bất động sản vô cùng tài hoa. Nếu không có mẹ con, thì cha có lẽ vẫn phải vất vả kiếm tiền, ngay cả khi đã hơn 50 tuổi. Cha ngưỡng mộ tư duy kinh tế của mẹ con, và nhờ bà ấy mà cha đã có thể thoát khỏi một cuộc sống khó khăn nghèo khổ. Vậy nên con cần phải ghi nhớ 3 điều mà mẹ con thường nói. Con có thể cho rằng đó chỉ là những lời cằn nhằn, nhưng cha nghĩ trong lời nói của mẹ con chứa đựng những kiến thức kinh tế sống động, tựa như máu thịt của bà. Sau đây là những lời mà mẹ con thường xuyên nhắc đi nhắc lại, có rất nhiều thứ đáng xem xét. Thứ nhất, hãy tiết kiệm dù đó chỉ là 10 won, bởi khi gom chúng lại với nhau, chúng sẽ trở thành một số tiền khổng lồ. Mẹ con là người luôn nâng niu từng đồng xu 10 won nằm lăn lóc khắp góc nhà. Bà ấy luôn thu gom chúng lại và nhét vào ống heo tiết kiệm. Cứ như thế, bà ấy đã tạo ra một khoản tiền tiết kiệm nhỏ trong nhà. Vào mỗi ngày, khi mẹ con đổ những đồng xu 10 won từ trong bụng con heo bằng thép không rỉ ra sàn nhà, số tiền mà bà ấy thu được là 300.000 won. Mẹ con thích việc gom góp những thứ bé nhỏ lại và tạo nên lãi kép của vận may như vậy. Con nên học theo triết lý kinh tế của mẹ con về việc gom góp những khoản tiền nhỏ để tạo thành một khoản tích lũy lớn. Thứ hai, cố gắng hết sức để tạo ra tiền hạt giống. Đây là điều mà mẹ con nhấn mạnh. Kích thước của quả cầu tuyết sẽ phát triển theo cấp số nhân khi chúng đạt đến một kích thước nhất định. Tương tự như vậy, tiền phải vượt qua một mức nhất định mới có thể bắt đầu tăng lên, giống như những quả cầu tuyết. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải có tiền hạt giống thì mới tạo ra được thêm nhiều tiền hơn nữa. Biết được giá trị của tiền hạt giống là chìa khóa để nghiên cứu kinh tế học.
vì thế kỷ 21 là kỷ nguyên của chủ nghĩa tư bản tài chính, nơi mà tiền làm ra tiền. Thứ ba, đầu tư dài hạn vào đất và nhà bằng tiền hạt giống. Mẹ con tin rằng đất đai cùng nhà cửa là những tài sản an toàn tuyệt đối và không bao giờ phản lại chúng ta. Còn cha thì đã nghĩ đơn giản rằng chúng chẳng qua chỉ là một nơi để cư trú. Và đây chính là suy nghĩ hạn hẹp của một người hoàn toàn không có tư duy về kinh tế cũng như bất động sản. Ngược lại với cha, mẹ con tin rằng bất động sản là tài sản đáng để đầu tư vì chúng chính là những tài sản đầu tư an toàn. Vậy nên ngay khi gom đủ tiền hạt giống, bà ấy đã không ngần ngại mà đầu tư vào bất động sản một cách táo bạo. Đó là lý do vì sao nhà ta có thể sở hữu 3 căn hộ ở thành phố Seoul. Con trai à, con phải học hỏi từ những người xung quanh, những người có cảm quan kinh tế nhạy bén giống như mẹ con. Cha viết những dòng này ngày 30 tháng 9 năm 2020, vào thời điểm cha nghỉ hưu sau khi gắn bó với một công việc trong suốt 25 năm. Mặc dù hiện nay cha đã làm một công việc khác, thế nhưng cú sốc mà cha phải đón nhận khi mất đi công việc mà mình đã gắn bó trong suốt 25 năm thì không hề nhỏ. Cha muốn chia sẻ cho con những gì mà cha đã học được trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản trước khi quá muộn. Cha đã bắt đầu viết những bài viết về kinh tế và đăng nó lên Naver Cafe, nghiên cứu bất động sản của cha mỗi ngày. Cha sẽ chia sẻ cho con về những kiến thức kinh tế mà cha đã đúc kết được, để con không phải sống như cách người cha này đã từng. Con sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho con trong việc nghiên cứu về kinh tế. Nhân cơ hội này, tất cả chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu về kinh tế một cách đúng đắn nhé. Phần 1. Bậc thang của sự giàu có. Phải biết được hương vị của tiền bạc thì mới nắm giữ được sự giàu có. Hương vị của tiền. Các bạn có biết hương vị của cua không? Đây là câu nói xuất hiện trong một quảng cáo của Lotteria từ rất lâu rồi. Có lẽ những người đọc cuốn sách này đều quá trẻ để có thể biết đến nó. Chắc hẳn ngày ấy, ai trong mỗi chúng ta cũng đều đã mua những chiếc bánh hamburger ấy ngay khi xem được quảng cáo. Và sau khi cắn một miếng, bạn nhận ra rằng nó thật sự không hợp với khẩu vị của bạn và ngay lập tức bỏ đi, không ăn nữa. Cũng giống như hương vị của hamburger, tiền cũng có hương vị riêng. Điều đầu tiên cha muốn hỏi con rằng, con có biết hương vị của tiền không? Cha nghĩ con không thực sự biết được hương vị chính xác của tiền bạc. Người biết rõ về hương vị này nhất chính là mẹ con, vì bà ấy hiểu quá rõ về hương vị của tiền. Vậy nên đôi khi cha cũng cảm thấy áp lực trước những tham vọng của mẹ con. Đêm qua, mẹ đã nói chuyện với cha về hương vị của đồng tiền trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Đó là những lời nói thẳng thắn có thể khiến cho người cha nghỉ hưu chưa đầy một tháng này chạnh lòng vì hiểu nhầm. Nhưng may mắn là cha có tấm lòng rộng lượng. Nếu là người hẹp hòi, cha có thể hiểu lầm rằng những gì mẹ con muốn nói với cha chỉ là bây giờ ông không còn kiếm được tiền nữa sao? Cha mới về hưu chưa được một tháng, vậy nên bây giờ vẫn là thời gian cha cần được quan tâm. Thời gian này cần được kéo dài ít nhất là 6 tháng. Con cũng nên nhớ khoảng thời gian này và thi thoảng khẽ khàng nhắc nhở mẹ con một chút. Thế nhưng cũng đừng quá thẳng thắn. Mẹ con có thể nhận ra những yêu cầu của cha. Kể từ bây giờ, cha sẽ tóm tắt lại và viết ra hương vị của tiền bạc mà mẹ con đã nói với cha vào đêm hôm qua. Mẹ con nói rằng tiền bạc được chia thành 3 vị. Đầu tiên là hương vị của tiết kiệm tiền. Thứ hai là hương vị của tiêu tiền. Và cuối cùng là hương vị của thu thập tiền. Đối với người nghe là cha thì 3 hương vị này thật khó để cảm nhận. Thế nhưng mẹ con đã nhấn mạnh rằng 3 hương vị ấy hoàn toàn khác nhau. Chỉ có những người đã được nếm thử rồi mới có thể biết hương vị sâu sắc của món ăn. Còn cha chưa thực sự được nếm mùi tiền nên đã hoàn toàn không biết. Cha đã hỏi mẹ con một câu rằng, có phải tất cả những hương vị ấy đều giống nhau không? Cha đã hỏi một câu và nhận về hơn 10 câu trả lời.
Sau đây, cha sẽ viết về vị tiền mà mẹ con nói tới. Nó sẽ là những dòng tóm tắt lại các hương vị mà mẹ con đã trực tiếp được trải nghiệm. Vậy nên, nếu con có thể đọc chúng bằng cảm quan kinh tế của bản thân, thì chúng sẽ trở nên rất hữu ích. Cha mong con có thể ghi nhớ những hương vị này ở trong lòng. Thứ nhất, hương vị của tiết kiệm tiền. Mẹ con đã nói rằng, mọi đồ vật trong nhà đều là tiền. Hương vị của việc tiết kiệm mọi thứ được gọi là hương vị của tiết kiệm tiền. Chiếc váy đen và áo sơ mi vàng mà mẹ con vẫn thường mặc ở nhà, đó là những bộ quần áo mà cha nói rằng sẽ dùng kéo cắt thành từng mảnh. Đó là những bộ quần áo cha mua cho mẹ con khi vừa mới kết hôn. Mẹ con đã mặc những bộ đồ đó hơn 20 năm. Bà ấy nói rằng hương vị của tiết kiệm tiền cũng giống như việc trò chuyện với một người bạn cũ, rất thoải mái và dịu êm. Nó có vị giống như món Trang Quốc Trang tự làm. Thành thật mà nói, cha không thể kết nối sở thích tiết kiệm tiền với hương vị của món Trang Quốc Trang. Cha vẫn chưa đạt đến trình độ đó, vậy nên cha thật sự không biết rõ hương vị ấy như thế nào. Thứ hai, hương vị của tiêu tiền. Giữa những chi phí và giá trị tiêu thụ có tác động qua lại với nhau, tiêu dùng là một cụm từ thông dụng của các chuyên gia tiếp thị ngày nay. Mẹ con đã hiểu ý nghĩa của những cụm từ này từ rất lâu rồi. Mẹ con đã nói với cha ngay từ khi mới kết hôn rằng cha nên mua đồ vật dựa trên giá trị đồng tiền. Đó là lý do tại sao bà ấy nói rằng cần phải tự hỏi bản thân 3 điều trước khi mua một thứ gì đó. Có thực sự cần những thứ này không? Mặt hàng này có phù hợp với nhu cầu đó không? Mức giá có hợp lý so với nhu cầu không? Tiêu chuẩn lựa chọn của mẹ con nghiêm ngặt như thế đấy. Vậy nên, mẹ con và cha đã thường xuyên cãi nhau khi đi ăn ở bên ngoài. Nếu cha định gọi 4 phần thịt, theo số người, thì mẹ con lại nói rằng chỉ 3 phần là đủ. Cha và mẹ đã tranh luận với nhau trước mặt các nhân viên trong nhà hàng, và cuối cùng dẫn đến một cuộc tranh cãi. Trên xe, cha thề rằng sẽ không bao giờ ra ngoài ăn cùng gia đình nữa. Mẹ con đã quá chặt chẽ, còn người cha này lại quá phóng khoáng. Cha vẫn chưa biết rõ về hương vị của tiêu tiền. Mẹ con vẫn là người quản mọi chi tiêu của gia đình ta, vậy nên cha cũng không còn cách nào khác là phải làm theo ý bà ấy. Mẹ con cho rằng hương vị của tiêu tiền cũng giống như vị của cá đù sọc nâu phơi khô. Nó có vị mặn và hôi. Cha không có đủ trình độ để thưởng thức hương vị này. Thứ ba, hương vị của thu thập tiền. Nếu con có thể tiết kiệm được 2 triệu won một tháng, thì trong một năm là 24 triệu won và 5 năm sẽ có 120 triệu won. Mẹ con đã vay ngân hàng, cộng thêm vào số tiền mà bà dành dụm được. Và vào năm 2004, sau 5 năm chung sống, bà đã mua một căn hộ gần 80 mét vuông ở Guri. Mẹ con đã tiết kiệm vô điều kiện mỗi tháng 2 triệu won từ tiền lương của cha. Trong 25 năm qua, bà ấy đã tiết kiệm được hơn 600 triệu won chỉ riêng từ tiền lương của cha. Số tiền này chỉ là ghi chép về mặt toán học. Thực tế số tiền thu được đã vượt qua con số đó. Người ta nói rằng số tiền một người gom góp được có sức mạnh vượt qua những tính toán thông thường của số học. Mẹ con thích hương vị của việc huy động tiền từ tiền hạt giống và đầu tư vào một căn hộ để tăng số tiền. Bà ấy nói rằng vị tiền này là vị của món cá đuối hầm cay, và một khi đã nếm thử thì không thể ngừng được. Cha không biết về những hương vị khác của tiền, nhưng lần này cha thực sự cảm thấy thích vị cá đuối hầm cay. Chính nhờ những lợi ích thu được từ hương vị của món cá đuối này mà cha có thể ngồi đây và viết những bài viết phi lợi nhuận sau khi nghỉ hưu. Ngày hôm nay, cha vẫn đang sống trong hương vị của món cá đuối hầm mà mẹ con đã nấu. Cha đã làm tất cả những gì có thể để tóm tắt mọi lời nói của mẹ con ngày hôm qua một cách cô đọng. Con biết đấy, khi mẹ con bắt đầu nói, bà ấy sẽ nói ra bất cứ điều gì trong đầu mà không cần quan tâm đến người nghe. Vì vậy, không dễ gì có thể nắm bắt được những điểm mấu chốt trong những lời nói của bà ấy. Thế nhưng vì ta là chồng và đã trở thành một người cha, nên ta đã có thể sắp xếp lại những lời nói của mẹ con ở mức độ này. Cha đã giữ một cái đầu tỉnh táo
lắng nghe và sắp xếp lại một cách logic những lời nói của mẹ con và viết nên cuốn sách này. Cuốn sách này được hoàn thành vì khả năng hiểu biết của cha tốt, mặc dù những ý kiến của mẹ con cũng tốt. Mẹ con là một người nói ra theo cảm xúc và cha là một người phân tích lại chúng theo cách lý luận. Cha mong rằng con có thể có được cảm quan của mẹ con và logic của cha. Chúng ta hãy cùng tổng kết lại bài viết ngày hôm nay. Hôm nay cha muốn cho con, người vốn không biết hương vị của tiền bạc, có thể cảm nhận được và nếm thử hương vị vốn có của tiền. Tiền cũng có một hương vị thơm ngon, hương vị đó không phụ thuộc vào kích thước của đồng tiền. Dù là đồng 10 won, 100 won, hay có là 1 triệu won đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Tiền được con người tích lũy từng chút, có một hương vị bí mật, đó chính là hương vị mang niềm vui của riêng mình mà người khác không biết. Phải biết được hương vị này của tiền thì mới có thể kiếm được tiền. Giống như những người đã nếm thử món ăn thì sẽ biết được hương vị của món ăn đó. Những người biết tiết kiệm tiền thì mới có thể cảm nhận được hương vị của tiền bạc. Con phải thường xuyên trải nghiệm những hương vị của tiền bạc. Đó là hương vị của tiết kiệm tiền, hương vị của tiêu tiền và hương vị của thu thập tiền. Giống như việc mỗi người có một vị giác khác nhau, ai cũng đều có thể cảm nhận được những hương vị của tiền bạc. Một số người ngay từ đầu đã có cảm giác tuyệt vời về tiền bạc. Ví dụ điển hình là mẹ con. Tuy nhiên, cũng có những người giống như cha, thiếu cảm giác về tiền bạc một cách bẩm sinh. Thế nhưng chúng ta có thể phát triển những cảm giác ấy nhờ sự nỗ lực. Con rất may mắn vì con giống mẹ, là một người có cảm giác về tiền bạc. Nhưng anh trai con lại giống cha, nên sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Đó là lý do vì sao cha thường xuyên nói chuyện với anh con nhiều hơn con. Vậy nên con không cần buồn lòng về việc cha ít nói chuyện với con. Không nói chuyện thường xuyên với cha là một điều tốt. Cha nghĩ rằng con có thể hiểu được tấm lòng của người cha này. Con trai à, cha yêu con. Hãy nhận thức về cơm gạo. Mẹ con luôn ăn muộn hơn chúng ta. Một ngày của mẹ con bắt đầu khi chuẩn bị sẵn cơm nước cho cha con mình và đi vào phòng tắm để giặt đồ. Sau khi giặt giũ và dọn dẹp phòng tắm xong thì bà ấy mới ăn cơm. Cha con mình đã ăn sáng muộn với cơm nguội được hâm nóng trong lò vi sóng cùng kim chi củ cải còn sót lại, 3 miếng khoai tây chiên và 2 miếng thịt hộp. Trong khi cha con mình đang ngồi ăn tráng miệng bằng hồng và quýt, cha đã bất giác quay đầu lại để uống nước và nhìn thấy bóng lưng của mẹ con. Bóng lưng ngồi ăn cơm một mình trong chiếc váy sờn rách cùng chiếc áo phông ướt sũng do giặt đồ. Khi ăn xong, mẹ con bắt đầu dọn và rửa bát. Sau khi rửa bát xong, chiếc áo của bà ấy không những trở nên ướt hơn mà còn ém mùi của cặn thức ăn thừa. Miệng bà ấy thì có mùi kim chi. Chẳng lẽ mẹ con không muốn sống một cuộc sống tươi sáng sao? Sự mệt mỏi của mẹ nằm ở ranh giới giữa sự bẩn thỉu và tươi sáng. Cuộc sống của bà ấy nhìn từ xa thì rất đẹp đẽ, nhưng nếu lại gần thì ta có thể thấy rõ những vết nhơ của cuộc sống thường ngày dày đặc in hằn. Bữa cơm của mẹ con cũng bị vấy bẩn bởi những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật. Bà ấy đã và đang sống cuộc sống hàng ngày đầy khốn khổ đó. Nếu như không có những vết nhơ trong cuộc sống hàng ngày của mẹ con, chúng ta sẽ không thể có được ngày hôm nay. Khi nhìn thấy bóng lưng của ai đó trông thật cô đơn, điều đó chứng tỏ rằng ta đã thật sự yêu người đó. Mẹ con cũng là vợ của cha, là người có một bóng lưng nhìn rất cô đơn. Người ta nói rằng trong cơm chứa nước mắt, chứ không phải là nước gạo. Việc bữa cơm của mẹ bị vấy bẩn bởi những thứ nhỏ nhặt cũng là một bữa cơm chan nước mắt. Việc kiếm ăn của người cha này cũng là một quá trình chứa đựng nước mắt. Con trai à, cha mong con có thể nhận ra giá trị của cơm và nước mắt chứa đựng trong cơm. Cơm là trọng tâm của kinh tế. Đời sống kinh tế được diễn ra để phục vụ con người kiếm cơm và ăn cơm. Không những thế, cuộc sống của chúng ta còn là một công trình được xây dựng trên nền tảng kinh tế của cây lúa. Vậy nên, cuộc sống này vốn là một chuỗi quá trình kiếm cơm thông qua làm việc và lao động.
Cha mẹ nào cũng đều bán rẻ bản thân mình để kiếm cơm và để cho con cái của họ không bị đói. Lịch sử của một cá nhân là một quá trình không ngừng, chứng tỏ bản thân để kiếm sống. Lúa gạo sinh ra từ lao động. Trong xã hội nông nghiệp, công việc chủ yếu được thực hiện bằng chân tay. Chỉ sau cuộc cách mạng công nghiệp thì máy móc, hay nói chính xác hơn là công nghệ, mới bắt đầu làm ra lúa gạo. Sau đó, với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản tài chính, vai trò của lao động đã bị giảm bớt và vai trò của tư bản bắt đầu phát triển. Ngày nay, vấn đề không nằm ở việc tay chân hay trí tuệ tạo ra cơm gạo nữa, mà chính là tiền vốn đang tạo ra cơm gạo cho con người. Tư bản đang dần dần thay thế sức lao động của con người. Vậy nên, chúng ta sẽ ngày càng khó kiếm sống chỉ với việc sử dụng chân tay hay đầu óc. Việc ta cần làm bây giờ là kiếm ra tiền và để tiền nuôi sống chúng ta. Chính bằng cách này mà cơm vô hình chung đã trở thành hiện thân của tiền bạc. Chúng ta ăn, ngủ và kiếm tiền. Nhưng từ một lúc nào đó mà những đồng tiền ấy đã bắt đầu thống trị chúng ta. Đây là một thế giới mà ta không thể biết được tiền dành cho con người hay con người đang phụ thuộc vào tiền bạc. Cha rất lấy làm tiếc và cảm thấy buồn về sự thật này. Nhưng cha cũng không thể làm khác đi được. Cha không còn cách nào khác ngoài chấp nhận hiện thực và cố gắng làm mọi thứ bằng tất cả khả năng của mình. Nếu như chúng ta không hiểu được bản chất của tiền, thì sẽ rất khó có thể tồn tại và sống trong thế giới này. Vậy nên, chúng ta nên tập trung nghiên cứu về bản chất của tiền bạc và kinh tế. Cuốn sách này là một bữa cơm ấm áp nhất mà cha có thể dành cho con. Nó đã được ấp ủ trong lòng cha một thời gian dài, và đến giờ này mới được lấy ra. Nó chứa đựng nhiệt độ cơ thể ấm nồng của cha. Từ trước đến nay, cha và mẹ vẫn luôn luôn chuẩn bị cho con những bữa cơm nóng hổi, và con chỉ cần ngồi vào bàn ăn để thưởng thức. Thế nhưng, những bữa cơm nóng hổi ấy chỉ có thể có được khi con nằm trong vòng tay của cha mẹ. Vậy nên, bắt đầu từ bây giờ, con nên suy nghĩ cách để tạo ra bữa cơm của chính mình. Đó là lý do vì sao cha bảo con nhất định phải tự nghiên cứu về kinh tế. Cha đang dốc toàn bộ sức lực và mọi thứ mà cha tích lũy được vào trong cuốn sách này để giúp con có thể tự học, ngay cả khi không có cha cạnh bên. Cha mong rằng những điều này sẽ trở nên quan trọng, tựa như máu thịt đối với con. Con trai à, cha yêu con. Bắt đầu từ cha và trở thành ga. Cha ơi, dạo này con mệt mỏi quá. Cuộc sống trong quân ngũ thật khó khăn. Làm thế nào cha có thể chịu đựng được cuộc sống của một nhân viên văn phòng cũng khó khăn tựa như cuộc sống quân ngũ trong suốt 25 năm liền vậy ạ? Sau khi tắt điện thoại, cha đã suy ngẫm lại về những lời con nói trong một thời gian dài. Làm thế nào mà cha có thể chịu đựng được suốt 25 năm ư? Lời nói của con cứ tiếp tục quẩn quanh bên tai cha. Đôi khi cha cũng cảm thấy tự hào về bản thân vì những gì mà cha đã cố gắng chịu đựng. Thế nhưng, cha vẫn chưa thể tìm ra động lực nào giúp cha chịu đựng được những điều đó. Thành thật mà nói, chính bản thân cha cũng không biết làm thế nào mình có thể chịu đựng được những điều đó trong suốt 25 năm, và cha cũng không biết động lực của bản thân là gì. Với những thắc mắc như vậy, cha quyết định sẽ sắp xếp lại 25 năm làm việc của chính mình. Nếu để nói về thể loại phù hợp với câu chuyện thời đi làm của cha, thì nó sẽ chẳng phải bộ phim anh hùng, mà là một bộ phim bi hài. Cha mong rằng con sẽ không phải sống một cuộc sống của người lao động giống như cha. Cha không muốn các con mình phải sống như một người lao động. Cha cũng không muốn các con phải trở thành diễn viên chính trong bộ phim bi hài của cuộc đời mình. Bởi lẽ, cha biết rất rõ cuộc sống của một người lao động luôn luôn chất chứa những nỗi buồn xen lẫn trong nụ cười. Chắc hẳn các con cũng từng nghe qua về những bi ai của một nhân viên văn phòng. Trong từ điển, bi ai là biểu hiện của sự đau đớn hoặc buồn bã. Tuy nhiên, những nỗi buồn của nhân viên văn phòng có thể được thể hiện bằng những biểu hiện khác, cụ thể là qua ba từ: bẩn thỉu, túng thiếu và đáng xấu hổ. Vậy nên, trong từ điển của cha, bi ai có nghĩa là bẩn thỉu,
túng thiếu và đáng xấu hổ. Có một bộ phim truyền hình tên là My Mister, ông chú của tôi. Đó là bộ phim thể hiện rất rõ niềm bi ai của một nhân viên văn phòng khi phải đi làm kiếm cơm để nuôi sống gia đình. Nhân vật chính trong bộ phim là ba anh em trai trong một gia đình nọ. Người anh cả đã nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc tại một công ty nhỏ. Người anh thứ là giám đốc một công ty xây dựng và người em út từng là một đạo diễn. Sau đó, người anh cả và người em út cùng bắt tay kinh doanh một công ty cung cấp dịch vụ dọn dẹp sau khi đã sống như những người thất nghiệp. Câu chuyện cha sẽ kể là một cảnh phim khi hai anh em đang dọn dẹp tòa nhà. Ngày hôm ấy chỉ có người anh dọn dẹp tòa nhà một mình mà không có người em. Người anh đã vô tình làm đổ nước xuống cầu thang và làm bẩn quần áo của chủ tòa nhà. Chủ tòa nhà đã yêu cầu người anh phải quỳ gối xin lỗi thì mới bỏ qua mọi chuyện. Người anh không thể từ bỏ công việc kinh doanh của mình, vậy nên anh ấy đã chấp nhận quỳ gối. Và đúng lúc đó, người mẹ đến đưa cơm hộp cho con trai đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, kể cả cảnh con trai mình phải quỳ gối và xin lỗi một người lạ. Khi người anh tan làm và rời khỏi tòa nhà, anh đã phát hiện ra hộp cơm mà mẹ mình để lại. Anh đã quỳ gối trước chủ tòa nhà, anh nghĩ là mẹ không nhìn thấy. Thế nhưng khi về đến nhà, mẹ lại nhìn anh, cười và nói rằng mẹ đã nhìn thấy hết rồi, nhìn thấy hết rồi. Người anh tâm sự với em trai mình, cuối cùng anh ấy bắt đầu rơi nước mắt rồi khóc nấc lên. Con trai à, đôi lúc cha tự nhủ với chính mình khi đang làm việc, rằng chỉ cần không ai biết là được. Chỉ cần một mình cha biết và chịu đựng những điều này là đủ rồi. Giá như không ai biết, thì cha sẽ có thể một mình chịu đựng những điều tương tự như thế. Bởi vì chi phí cho những lời nói và hành động xúc phạm này đã được bao gồm trong tiền lương của cha. Vậy nên người cha già này không muốn để cho các con mình phải sống như những người lao động. Trái tim của cha đau nhói mỗi khi nghĩ đến việc các con cũng đơn độc và phải chịu đựng những nỗi bi ai như vậy. Cha muốn các con sống như những doanh nhân và những nhà tư bản, chứ không phải là những người làm công ăn lương đơn thuần. Đó cũng chính là lý do tại sao cha lại nhấn mạnh sự cần thiết của việc học về kinh tế. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa này, nếu như chúng ta không có những kiến thức về kinh tế, thì sẽ phải sống bằng việc lao động đơn giản. Cha muốn con thoát khỏi cuộc sống của một người lao động và sống cuộc đời của một nhà tư bản. Cha đã trở thành một người ích kỷ vì các con. Bởi lẽ, cha đã mong cầu cho hạnh phúc của các con nhiều hơn là trật tự của cộng đồng xã hội này. Thế nhưng, việc cha trở thành một người ích kỷ cũng không có vấn đề gì. Miễn là các con của cha có thể sống một cuộc sống thoải mái, thì điều đó không quan trọng. Từ bây giờ, cha sẽ nói về công việc, nhìn từ quan điểm kinh tế. Đầu tiên, con cần xác định được công việc của mình là gì, tức là con sẽ thu được gì từ công việc ấy. Thông thường, bản chất của một công việc sẽ là tiền. Vậy nên kiếm tiền sẽ là bản chất của công việc. Người ta vẫn thường nói rằng công việc là việc làm, job, sự nghiệp, career và sứ mệnh, mission. Việc làm là một nghề nghiệp, có thể kiếm được tiền. Sự nghiệp là quá trình tích lũy kinh nghiệm thông qua công việc. Sứ mệnh là điều thiên bẩm được Chúa ban tặng cho con người ta từ trước. Các nhà giáo dục học thường nói rằng hãy làm việc với một sứ mệnh trong tâm trí. Nhưng cha lại có suy nghĩ khác họ. Điều cốt lõi của một công việc ngay từ đầu đã là kiếm tiền, và việc tự hiện thực hóa là kết quả phụ của việc làm đó. Kiếm tiền là bản chất và cốt lõi của một công việc. Nếu như con đánh mất bản chất của mình, thì mọi thứ sẽ chỉ là ảo ảnh. Nghề nghiệp chính là công cụ để kiếm cơm, kiếm tiền. Hãy ghi nhớ lời cha và đừng để bản thân bị lừa dối bởi những gì các học giả nói về nghề nghiệp. Cha mong con sẽ học tập theo quan điểm của cha về nghề nghiệp. Cha sẽ nói cho con cách để phân biệt nghề nghiệp. Đó chính là bản thân cha và gia đình ga. Đây đều là những từ được gắn sau danh xưng trong giao tiếp hàng ngày ở nơi làm việc. Trong văn hóa của Hán tự, những từ được gắn sau danh xưng trong giao tiếp sẽ là những từ biểu thị cho tính chất công việc của họ,
Đầu tiên, ga là doanh nhân hoặc nhà tư bản. Từ được gắn sau danh xưng của doanh nhân là chữ ga. Trong Hán tự, từ này mang nghĩa là gia đình. Điều này có nghĩa là công việc của doanh nhân tạo ra được những giá trị cao đến mức có thể nuôi sống được một gia đình. Vậy nên sau danh xưng của mỗi doanh nhân, chúng ta nhất định phải gắn chữ niêm vào sau. Ví dụ, giám đốc, chủ tịch. Bắt đầu từ đây, những gì mà cha nói đều là những điều rất quan trọng. Kinh doanh vốn là một việc có thể được thừa kế và ban tặng. Nói cách khác, nếu ta trở thành một doanh nhân hoặc được sinh ra trong một gia đình giàu có, ta sẽ không phải lo lắng về việc kiếm tiền cho con cháu của mình. Điều này đồng nghĩa với việc sự giàu có luôn được duy trì bao quanh gia đình ta. Vì điều này mà tiền bạc trở thành ác quỷ đối với một người, nhưng cũng trở thành thiên thần đối với chính người đó. Cơ hội chắc chắn nhất mà cha mẹ có thể mang lại cho con cái, đó chính là sự trao tặng hoặc thừa kế của tiền. Thứ hai, cha là kỹ sư hoặc người lao động. Chữ cha luôn được gắn sau danh xưng của người lao động. Trong Hán tự có ý nghĩa là người. Điều này mang ý nghĩa rằng công việc của người đó không thể tạo nên một gia đình và chỉ là phương tiện kiếm sống của một cá nhân. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ gắn thêm chữ shi vào sau danh xưng của những người lao động. Ví dụ như Trung shi, Li shi, Bác shi. Hoặc đối với những người tài giỏi thành công về mặt kỹ thuật, chúng ta sẽ đính kèm chữ sa vào sau danh xưng của họ. Ví dụ như thẩm phán, công tố viên, bác sĩ, dược sĩ. Tuy nhiên, những người này đều sở hữu giấy phép hành nghề, chỉ có thể sử dụng trong khoảng thời gian của chính họ và không thể tiến hành trao tặng hoặc thừa kế cho con cái. Ngay cả khi có một người cha là công tố viên, thì người con cũng phải học hành chăm chỉ và vượt qua kỳ thi mới có thể lấy được giấy phép và trở thành một công tố viên thực thụ. Những người này có thể giúp con cái, bản thân và gia đình sống thoải mái trong thời kỳ của họ. Nhưng con cháu họ sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0. Trong xã hội chủ nghĩa tư bản tài chính, nơi mà tiền đã được sắp xếp đan vào nhau một cách chặt chẽ, khoảng cách khác biệt ở điểm xuất phát sẽ ngày càng nới rộng và tuyệt đối không thể thu hẹp được. Trên thế gian này có hàng vạn nghề, nhưng ta chỉ chia ra thành hai loại chính, đó là bản thân cha và gia đình ga. Gia đình là một ngành nghề dựa trên công ty kinh doanh và vốn, còn bản thân là một ngành nghề lao động dựa trên giấy chứng nhận hành nghề. Những người kém cỏi luôn luôn lo lắng rằng mình không có năng lực hay không giỏi về chuyên môn. Họ lo lắng về việc bị cắt giảm nhân sự trong suốt phần đời còn lại của mình. Vậy nên cha muốn nói với con rằng đừng lãng phí thời gian và ý chí của bản thân một cách ngu ngốc vào những việc như vậy. Con đã làm một điều ngu ngốc tương tự trước đó, chính là việc con gọi điện cho cha và phàn nàn rằng cuộc sống trong quân đội của con đang rất khó khăn. Cha muốn cho con biết rằng quân đội chính là một hình thức cuộc sống thu nhỏ của những người lao động và kỹ sư tiêu biểu. Hãy tuân theo các tiêu chuẩn và học cách sống hòa hợp ở trong cộng đồng đó. Nếu làm được như vậy, thì con sẽ không còn phải gọi điện cho cha để than thở nữa. Tất cả những gì con phải làm là tập trung nghiên cứu kinh tế trong thực tiễn và nghiên cứu cuộc sống với người cha này sau khi xuất ngũ. Cha có thể không phải là một giáo viên lỗi lạc, nhưng cha sẽ trở thành người luôn luôn sẻ chia, thấu hiểu và đồng hành cùng con. Tất cả những gì con cần làm là xây dựng sức mạnh thể chất và tinh thần để có thể cùng nhau bước trên con đường của một gia đình. Đừng lo lắng nhé, cha luôn ở bên cạnh con. Con trai à, cha yêu con. Bước lên bậc thang giàu sang. Các chuyên gia luôn dạy cho con những kiến thức vô cùng phức tạp. Bởi lẽ họ phải làm cho chúng phức tạp như vậy thì mới có cái để dạy con lâu dài và kiếm sống. Nếu như con có thể nhìn sâu hơn, thì bản chất của mọi thứ đều đơn giản hơn những gì con nghĩ. Điều quan trọng nhất trong khi học tập chính là mục đích. Vậy nên, để có thể hiểu rõ bản chất của nó, thì con nên học với một mục đích rõ ràng. Việc học tập có mục đích
Chỉ riêng việc đó thôi đã tạo ra sự khác biệt đáng kể về chiều sâu của việc học tập và nghiên cứu. Hôm nay, cha sẽ giải thích cho con về nguyên tắc của tiền bạc bằng cách lấy ví dụ và so sánh chúng với việc lên xuống cầu thang. Cầu thang là những bậc thang được tạo ra trên tòa nhà hoặc sườn dốc để con người đi lên và đi xuống. Đó là theo nghĩa từ điển. Giống như việc ta có thể leo lên những tầng cao nhờ cầu thang, ta cũng có một cầu thang dẫn đến đỉnh cao của tiền bạc. Phải đi lên theo thứ tự đó thì mới có thể chạm đến Sky Lounge của sự giàu có. Con cũng cần biết về các nấc thang và phải bước đi trên những nấc thang của tiền bạc như vậy. Bậc thang của tiền thay đổi theo độ tuổi và học thức của mỗi người. Bây giờ chính là lúc con học các cách kiếm tiền khác nhau, sao cho phù hợp với từng độ tuổi và trình độ của bản thân. Đối với hầu hết mọi người, tiền chủ yếu được cấu thành bởi 4 bậc thang. Tiêu chuẩn để chia tiền thành 4 bậc thang là chu kỳ cuộc sống của con người. Cuộc sống của con người được chia thành thời thơ ấu, tuổi thanh niên, tuổi trưởng thành và tuổi già. Các bậc thang của tiền biến đổi khác nhau tùy theo từng thời kỳ. Thời thơ ấu là quãng thời gian ta chỉ có thể tiêu xài mà không kiếm được tiền. Tuổi thanh niên là thời kỳ kiếm được thu nhập nhờ lao động. Tuổi trưởng thành là thời kỳ kiếm được thu nhập nhờ kinh doanh. Và tuổi già là thời kỳ thu nhập được sinh ra từ vốn. Hiểu được nguyên lý của từng bậc thang cũng là quá trình giúp con có thể từng bước tiến lên trên con đường hoàng gia. Đây không phải là một việc khó như những lý thuyết cứng nhắc. Đầu tiên, thời thơ ấu là lúc để học các nguyên tắc tiêu dùng tiền bạc. Thời kỳ này là một bước đệm chuẩn bị trước khi con bước chân vào xã hội. Đây là khoảng thời gian từ khi con sinh ra đến năm con 20 tuổi. Đây không phải là lúc để con học về các nguyên tắc kiếm tiền, mà là thời gian để con tìm hiểu về các nguyên tắc tiêu tiền, cũng như cách tiêu dùng sao cho hợp lý. Người giàu có là những người biết cách tiêu tiền hơn là cách kiếm tiền. Con trai ạ, việc con tiêu tiền như thế nào quan trọng hơn việc con kiếm tiền ra sao? Nếu không học được cách chi tiêu hợp lý trong thời gian này, con sẽ không biết cách tiêu tiền trong suốt phần đời còn lại của mình. Thói quen được hình thành từ năm 3 tuổi sẽ theo chân con đến tận năm 80 tuổi. Và rất khó để thay đổi những thói quen xấu một khi chúng đã được hình thành. Con phải học tập một cách đúng đắn ngay từ đầu để có thể hình thành được những thói quen tốt. Vậy nên, thông qua việc tiêu tiền, con thực sự sẽ học và rèn luyện cho bản thân hiểu về những nguyên tắc cơ bản của tiền bạc. Vì thế, ngay lúc này đây, con cần học về các nguyên tắc tiêu dùng tiền bạc cơ bản một cách thật chính xác và đúng đắn. Nguyên lý cơ bản trong tiêu dùng cũng tương đồng với nguyên lý cơ bản trong thu nhập. Vì vậy, nếu có thể học được cách tiêu tiền tốt, thì con cũng học được cách thức kiếm tiền một cách tự nhiên. Có thể thấy người Do Thái, những bậc thầy lão luyện về tiền bạc, đã luôn dạy cho con họ một cách có hệ thống về cách tiêu tiền ngay từ khi chúng còn nhỏ. Có vẻ như người cha này đã không thể dạy bảo con điều ấy một cách tốt nhất khi con còn nhỏ. Vậy nên, cha viết bài viết này với mong muốn có thể giúp đỡ con học về kinh tế. Thứ hai, tuổi thanh niên là thời kỳ tập trung vào thu nhập lao động. Giai đoạn này diễn ra trong khoảng thời gian 25 đến 45 tuổi. Chỉ khi con còn trẻ, con mới có thể tự chiêm nghiệm ra nguyên tắc để kiếm tiền. Khi con được học về cách tiêu tiền đúng đắn và bài bản thời thơ ấu, nền tảng của việc kiếm tiền sẽ được hình thành một cách tự nhiên bên trong con. Lúc này, con cần nắm được nguyên tắc thu hái tiền hạt giống từ khoản tiền lương cố định. Sau đó mới học đến nguyên tắc tích lũy những khoản tiền nhỏ thành khoản tiền lớn. Trong thời kỳ này, con nên tìm hiểu kỹ nguyên tắc về thu nhập lao động mà con kiếm được. Bởi vì đây cũng chính là thời gian mà con có thể hiểu về thu nhập kinh doanh thông qua thu nhập lao động. Thu nhập lao động là gốc rễ của thu nhập kinh doanh. Có rất nhiều trường hợp, người lao động cứ miệt mài làm việc mà thậm chí không thể hiểu được việc bản thân đang làm là kiếm tiền theo nguyên tắc nào. Đó là những người đang bỏ lỡ cơ hội vô cùng quý giá để có thể tìm hiểu những kiến thức về thu nhập kinh doanh. Vậy nên con phải học được những nguyên tắc về thu nhập kinh doanh ngay khi con kiếm được thu nhập lao động.
Cha nghĩ rằng mỗi công việc đều là một trường học mà con có thể vừa kiếm ra tiền, vừa được học hỏi ở nơi ấy. Nếu trường học là không gian mà con phải trả tiền để học, thì công việc là không gian con có thể học cộng với tiền kiếm ra thêm. Con phải hiểu được nguyên tắc thu nhập và lao động vào ngay thời điểm này, thì sau 40 tuổi con mới có thể tham gia vào kinh doanh. Thứ ba, tuổi trưởng thành là thời kỳ tập trung vào thu nhập từ kinh doanh. Thời kỳ này diễn ra trong khoảng 45 đến 65 tuổi. Đó là thời điểm vàng để bắt đầu kinh doanh dựa trên các nguyên tắc lao động cơ bản đã học được trong công việc. Chỉ những người đã học chắc về nguyên tắc tiêu dùng trong thời thơ ấu và nguyên tắc thu nhập lao động trong thời thanh niên thì mới có thể thành công ở thời kỳ này. Việc nhảy vào công việc kinh doanh trong trạng thái nền tảng không vững chắc là một việc vô cùng nguy hiểm. Đây là thời kỳ có nhiều nguy cơ nhất, nhưng đồng thời cũng là thời kỳ có thể tạo ra thu nhập cao nhất. Điều quan trọng cần ghi nhớ là sẽ rất nguy hiểm nếu con bắt đầu kinh doanh chỉ với vốn tự có của bản thân. Mấu chốt của việc kinh doanh chính là phải nhận được sự đầu tư của người khác và thành lập công ty dạng tập đoàn. Giai đoạn này là giai đoạn hỗn loạn và bất ổn nhất về tiền bạc. Cha của con cũng đang ở ngay trên bậc thang này. Cha cảm thấy rất tiếc nuối vì sự chuẩn bị không kỹ lưỡng của bản thân. Cha hối hận vì đã không nhận ra nguyên tắc của những bậc thang dẫn tới tiền bạc sớm hơn. Ngoài ra, cha cũng cảm thấy lo lắng vì sự muộn màng này. Những người có thể bắt tay vào việc kinh doanh và tạo ra thu nhập từ kinh doanh vào độ tuổi 40, quả thực là những người rất khôn ngoan. Có lẽ cha đã tự mãn với thu nhập lao động mà bản thân mình kiếm được quá lâu. Và sau đó, cha đã về hưu sớm ở độ tuổi 50 mà vẫn chưa thể học được cách kinh doanh đúng đắn. Thành thật mà nói, chính cha giờ đây cũng không biết phải tiếp cận với kinh doanh như thế nào. Vậy nên, con trai à, con nhất định phải chuẩn bị cho thu nhập kinh doanh ngay khi con kiếm được thu nhập từ lao động. Đừng để bản thân phải hối hận muộn màng như cha. Hãy chuẩn bị thật chắc chắn cho bản thân để có thể tạo ra thu nhập kinh doanh. Thứ tư, tuổi già là thời kỳ tập trung vào thu nhập từ vốn. Đây là thời kỳ từ những năm 65 tuổi cho đến ngày chúng ta nhập mộ. Đây là thời kỳ ta có thể thu được lãi từ vốn. Con trai à, là con người thì đương nhiên cơ thể và não bộ sẽ bị lão hóa dần theo thời gian. Đây là một nguyên lý tự nhiên mà ta không thể làm trái lại được. Ta phải chấp nhận sự thật đó và sống cuộc sống của tuổi già phù hợp với trạng thái của cơ thể và não bộ. Vì vậy, khi về già, việc sử dụng cơ thể hoặc não bộ quá mức có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Đây là thời kỳ không phải là thân thể hay đầu óc, mà chính là tiền bạc mới phát huy quyền lực của mình. Vì vậy, con nhất định phải là người có tiền ở trong thời kỳ này. Tuổi già là thời gian con có thể sống nhàn nhã và yên bình hơn dựa trên thu nhập từ vốn. Việc tìm hiểu muộn về tiêu dùng thời thơ ấu làm cho cơ thể mệt mỏi với thu nhập lao động của thời kỳ thanh niên và làm cho đầu óc mệt lử với thu nhập kinh doanh của tuổi trưởng thành là những hành động khiến cho tuổi già của con trở nên vất vả hơn. Ở thời kỳ này, con nhất định phải có tiền tiết kiệm để có thể tận hưởng cuộc sống nhàn nhã với thu nhập từ vốn. Sau đây là phần tóm tắt về những bậc thang của tiền bạc mà chúng ta đã cùng nghiên cứu ngày hôm nay. Đầu tiên, thời thơ ấu là thời kỳ phải nhận thức về các nguyên tắc tiêu dùng tiền bạc. Thứ hai, thời thanh niên là thời kỳ tập trung vào thu nhập lao động. Thứ ba, tuổi trưởng thành là thời kỳ tập trung vào thu nhập kinh doanh. Thứ tư, tuổi già là thời kỳ tập trung vào thu nhập từ vốn. Bây giờ con đang ở giai đoạn phải thoát khỏi việc học cách tiêu thụ thời thơ ấu và thay vào đó là học về thu nhập lao động. Con nên hoàn thành việc nghiên cứu các nguyên tắc tiêu dùng tiền bạc mà con nên học khi còn nhỏ. Chuẩn bị bắt tay vào học về thu nhập mà con sẽ kiếm được ở thời kỳ thanh niên. Thị trường việc làm lúc nào cũng như một mùa đông lạnh giá và việc kiếm tiền từ thu nhập lao động chẳng bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, con cũng không nên đốt cháy giai đoạn bước thẳng lên bậc thang của thu nhập từ kinh doanh mà bỏ qua thu nhập từ lao động chỉ vì những khó khăn khi tìm việc.
điều tốt nhất con có thể làm là đi theo thứ tự những bậc thang của tiền bạc. Việc nỗ lực bước hai bậc thang cùng lúc vô cùng nguy hiểm. Nếu trượt chân, con sẽ bị rơi xuống đáy ngay lập tức và phải leo lên từ đầu. Vì vậy, con nên bước lên trước cầu thang ấy từng bước một thật chắc chắn. Cha cũng đã đứng trên bậc thang của thu nhập lao động trong một thời gian dài. Bây giờ, cha sẽ nhanh chóng hồi phục và chữa lành thể xác cũng như tinh thần để tiếp tục leo lên những bậc thang của thu nhập từ kinh doanh. Con cũng cần phải thật cẩn thận khi bước lên những bậc thang tiếp theo của cuộc đời mình. Điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đó chính là giữ cho bản thân không trượt ngã. Con trai à, cha yêu con. Thuê nhà theo tháng, theo năm và bậc thang của sự giàu có. Khi giá nhà tăng cao, những người dân bình thường sẽ mất đi cơ hội dẫn đến bậc thang của sự giàu có. Dạo gần đây, giá nhà đột nhiên tăng vọt. Cũng vì vậy mà họ phải chuyển từ nhà thuê theo năm sang dạng nhà thuê theo tháng và ở trong những căn nhà bán tầng hầm của thành phố suốt một thời gian dài. Tuyết được phân chia thành hai loại, đó là tuyết bột và tuyết dày đặc. Nếu để miêu tả về hai loại tuyết này, thì tuyết bột là loại sẽ bị tan chảy ngay khi rơi xuống đất. Nó sẽ nét như tương và không thể tạo ra một bông tuyết đúng nghĩa. Ngay sau khi chạm vào mặt đất, tuyết bột sẽ tan chảy nhẹ nhàng và không để lại bất cứ dấu vết nào. Thế nhưng tuyết rơi dày đặc thì lại khác. Khi tuyết rơi dày đặc, nó dần dần chất thành những đống tuyết trên mặt đất. Bằng cách đó, những tinh thể tuyết có thể bám vào nhau và tạo thành các bông tuyết một cách chắc chắn. Ngay cả khi tuyết rơi trên mặt đất ấm áp và nhiệt độ không thấp, thì chúng cũng sẽ được tích tụ lại bằng cách đó. Những bãi tuyết rơi dày đặc này được chất đống bởi những bông tuyết có độ ấm thích hợp, nên chúng ta có thể dễ dàng nặn ra những viên tuyết nhỏ. Sau đó, để viên tuyết nhỏ đó lăn dài trên cánh đồng tuyết và tạo ra những quả cầu tuyết. Bằng cách này, chúng ta cũng có thể tạo ra người tuyết bằng cách trồng những quả cầu tuyết lên nhau. Khi còn nhỏ, có lẽ con cũng đã quen thuộc với điều này khi làm người tuyết mỗi dịp đông về. Tiền cũng được chia làm hai loại giống như tuyết, đó là loại tiền như bột và tiền như tuyết rơi dày đặc. Tiền như bột tan ngay từ khi chúng được tạo ra. Ta thường coi loại tiền đó là những khoản chi phí thường ngày mà ta phải chi trả. Chi phí là tiền sẽ biến mất ngay khi chúng được tạo ra. Chi phí là tiền sử dụng cho thực phẩm, quần áo và chỗ ở. Thực phẩm ăn vào là sẽ biến mất, quần áo mặc vào là sẽ cũ. Tất cả những thứ đó cứ sử dụng là sẽ biến mất. Người dân bình thường là những đối tượng có tỷ lệ chi phí dành cho việc ăn, mặc, ở rất cao. Vậy nên, trong túi của những người dân bình thường luôn được lấp đầy bằng tiền như tuyết bột. Nhưng ngược lại, chi phí dành cho thức ăn, quần áo và chỗ ở của người giàu lại rất thấp. Người giàu có nhiều tiền tích góp ở trong túi và có khả năng khiến cho số tiền ấy tăng lên tựa như tuyết rơi dày đặc và có thể tạo ra những quả cầu tuyết. Chúng ta gọi số tiền tựa như tuyết rơi dày đặc ấy là tiền tiết kiệm. Tiền tiết kiệm có nghĩa là tích lũy số tiền còn dư ra từ những khoản thu nhập hàng tháng của bản thân. Đây là số tiền chúng ta không thể chi tiêu để ăn, mặc và cũng không thể sử dụng một cách bừa bãi. Những người bình thường có thể lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai với số tiền họ tiết kiệm được. Họ cũng có thể tạo ra những quả cầu tuyết khổng lồ nhờ vào số tiền này. Số tiền mà họ kiếm được là khoản tiền rất tốt để biến đổi chúng thành tiền hạt giống với những điều kiện thích hợp. Thông thường, chúng ta thường để tiền tiết kiệm của mình trong tài khoản tiết kiệm và gộp tất cả chúng lại với nhau. Những khoản tiền tiết kiệm ấy sẽ có thể dễ dàng tạo thành tiền hạt giống. Chúng ta có thể xây dựng nền tảng bằng số tiền hạt giống đó và sau đó đầu tư mua nhà để tạo ra tài sản an toàn cho bản thân. Bằng cách này, ngay cả những người dân bình thường cũng có thể thoát khỏi ách đói nghèo. Trước đây thì mọi thứ sẽ xảy ra trong quy trình như vậy. Bằng việc so sánh tiền với các loại tuyết, cha sẽ sắp xếp lại các cách sử dụng tiền như sau. Tiền giống như tuyết bột là tiền chi phí
tiền giống như tuyết rơi dày đặc là tiền tiết kiệm. Nếu gom góp tiền tiết kiệm và phát triển nó thành tiền hạt giống, con có thể mua một ngôi nhà bằng số tiền đó, và số tiền đó sẽ trở thành tài sản an toàn mà con sở hữu. Để có được số tiền này, những người bình thường lựa chọn cách giảm chi phí, tăng tiết kiệm, và cuối cùng là đảm bảo cho sự sở hữu tài sản an toàn của bản thân. Con phải biết và hiểu rõ về ba loại tiền: tiền chi phí, tiền tiết kiệm và tài sản an toàn, đồng thời quản lý một cách chặt chẽ theo đúng bản chất của chúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về những điểm chính. Việc so sánh giữa tuyết và tiền là một phép ẩn dụ để nói về số tiền mà chúng ta phải trả khi thuê nhà theo tháng, thuê nhà theo năm và sở hữu một ngôi nhà. Ngay từ bây giờ, con phải thật chú ý về vấn đề này. Có loại nhà giống như tuyết bột và có loại nhà giống như tuyết rơi dày đặc. Loại nhà giống như tuyết bột là loại nhà thuê theo tháng. Càng sống ở loại nhà đó lâu, con càng mất nhiều tiền thuê nhà hơn. Những người dân bình thường muốn thoát khỏi cảnh đói nghèo, thì điều họ cần làm trước tiên chính là thoát khỏi cảnh thuê nhà hàng tháng. Điều này là bởi tiền thuê nhà hàng tháng là số tiền sẽ tan biến ngay khi con có thể chạm đến chúng. Vì vậy, đây không phải là một ngôi nhà đúng nghĩa. Con trai à, con không nên sống trong một ngôi nhà thuê theo tháng như vậy. Tiếp theo là một ngôi nhà giống như tuyết rơi dày đặc. Càng ở lâu trong ngôi nhà này, con càng có thể tích lũy được nhiều tiền. Chúng ta gọi ngôi nhà đó là nhà thuê theo năm. Nhà thuê theo năm sẽ giúp con tích lũy tiền bạc, bởi lẽ con sẽ dành ra một khoản riêng để đóng tiền nhà một lần một năm, mà không phải đóng tiền hàng tháng như thuê nhà theo tháng. Nếu sống trong một ngôi nhà thuê theo năm hoặc ngôi nhà của chính mình, thì con có thể tạo ra một khoản tiền không bị tan biến. Chúng ta có thể tạo ra tiền hạt giống bằng cách bổ sung số tiền tiết kiệm từng chút một, mà không ăn, không mặc, không chi tiêu vào số tiền đó. Vậy nên, để có thể làm được những điều ấy, thì ít nhất con nên sống trong một ngôi nhà thuê theo năm. Con phải tự huy động tiền của mình bằng cách thêm tiền hạt giống vào tiền thuê nhà theo năm. Leo lên bậc thang thuê nhà theo năm, và sau đó là sở hữu một ngôi nhà của riêng mình. Đây là ước mơ của rất nhiều người lao động bình thường trong xã hội này. Thế nhưng giờ đây, giấc mơ đó đã tan thành mây khói. Cha muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng tiền thuê nhà theo tháng là khoản tiền sẽ tan biến giống như tuyết bột. Ngôi nhà được thuê theo năm sẽ giúp con tiết kiệm tiền. Việc sở hữu một ngôi nhà là tài sản an toàn đáng để mơ ước. Bằng sự phân chia này, những người bình thường có thể tự xây dựng nền tảng cho nhà ở của họ bằng cách tiết kiệm tiền khi sống trong một ngôi nhà được thuê theo năm. Đây là lý do tại sao người dân thường tức giận khi đọc các bài báo như giá thuê nhà theo năm tăng vọt, giá thuê nhà theo năm tăng ngất ngưỡng. Chuyển đổi hình thức thuê nhà theo năm sang thuê nhà theo tháng. Họ tức giận vì không thể sở hữu một ngôi nhà, hay tức giận vì giá nhà tăng vọt. Người dân phẫn uất khi phải sống trong một ngôi nhà mà tiền đổ vào đó luôn bị tan chảy như tuyết bột do sự chuyển đổi của việc thuê nhà theo năm thành thuê nhà theo tháng đã đẩy họ đến bờ vực của một cuộc bạo động. Con cần phải hiểu những nguyên tắc kinh tế này và quan sát những điều đang xảy ra trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, do giá nhà tăng cao và giá nhà thuê theo năm tăng chóng mặt, tiền thuê nhà hàng tháng ở Khang Nam đã tăng từ 2 đến 3 triệu won, tương đương với tiền lương cơ bản của một nhân viên văn phòng. Đó là việc đã xảy ra ở Khang Nam. Nhưng con cũng không nên bàng quan như thể nó không phải việc của mình. Hầu hết những xu hướng của dòng chảy bất động sản ở nước ta đều bắt đầu ở Khang Nam. Sau đó, chúng mới lan rộng khắp Seoul và các tỉnh thành phố khác, giống như một trận cháy rừng diện rộng. Vậy nên, Khang Nam được gọi là thước đo của thị trường bất động sản. Việc chi phí thuê nhà tăng có nghĩa là số tiền tan chảy trong chi phí hộ gia đình đã tăng lên. Nó có cũng đồng nghĩa với việc cơ cấu kinh tế mà tại đó, người dân thường phải sống trong những căn nhà bán lòng đất trong lòng thành phố một thời gian dài đã được hình thành. Nếu số tiền tan chảy ngày càng tăng, thì cuộc sống của những người dân bình thường sẽ trở nên rất khó khăn, bởi vì thu nhập của họ,
thì vẫn cố định như vậy, nhưng chi phí cần chi trả lại tăng lên. Để những người dân bình thường có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói, thì ít nhất họ cũng phải sống trong một căn nhà thuê theo năm. Điều này là do những căn nhà thuê theo năm có thể giúp họ tiết kiệm được tiền. Những người không hiểu rõ về kinh tế đã vô tình châm ngòi cho một cuộc chiến tranh của các thế lực muốn đầu cơ vào bất động sản. Ngọn lửa ấy đang thiêu rụi ngôi nhà của những người dân thường. Họ là người tạo ra ngọn lửa ấy, và chính họ cũng đang bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Rất nhiều người, bao gồm cả cha, đã bị xúc phạm bởi sự thật này. Thế nhưng chúng ta không nên thể hiện sự tức giận của mình trong ngày hôm nay. Vậy nên cha sẽ kết thúc bài viết này bằng một câu cuối cùng. Có một câu nói rằng, có 100 cảnh sát mà lại không bắt nổi một tên trộm. Người ta nói rằng, chính phủ sẽ thành lập hội đồng nhà phân tích giao dịch bất động sản, giống như việc tăng số lượng cảnh sát. Nhưng cha không thể hiểu được lý do vì sao họ cứ tiếp tục làm những điều ngu ngốc như vậy, thay vì nỗ lực tạo ra một cơ cấu kinh tế, mà ở đó những người dân bình thường không trở thành một kẻ trộm. Con trai à, con phải giảm lượng tiền tan chảy và biến nó thành tài sản an toàn của bản thân bằng mọi cách. Nếu con làm được như vậy, thì dù cho ngọn lửa kia có lan rộng đến đâu, tài sản an toàn cũng sẽ bảo vệ con. Con trai à, cha yêu con. Việc muốn sở hữu một căn hộ là bản năng. Thực phẩm, quần áo và chỗ ở là nền tảng cơ bản nhất của đời sống kinh tế của mỗi người dân. Chúng ta chỉ có thể mong cầu về sự thịnh vượng của tinh thần khi đã có được nền tảng kinh tế vững chắc. Bạn sẽ mặc loại quần áo nào? Bạn sẽ ăn món gì? Bạn sẽ sống trong ngôi nhà nào? Đây là ba điều cơ bản của đời sống kinh tế đã có từ thuở sơ khai của loài người. Lịch sử phát triển của khoa học và công nghệ suy cho cùng là quá trình giải quyết vấn đề cơm ăn, áo mặc và nơi ở. Kể từ sau chiến tranh ngày 25 tháng 6 với Triều Tiên, Hàn Quốc cũng đã tập trung vào việc phát triển kinh tế để giải quyết vấn đề lương thực, quần áo và chỗ ở. Đây cũng được xem như việc quốc gia đã xây dựng được nền tảng vững chắc về cơm ăn, áo mặc và nơi ở thông qua phát triển kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, trong những ngày này, vấn đề chúng ta sẽ ở trong một ngôi nhà như thế nào đang trở thành đề tài được tranh luận rất sôi nổi. Thưa Bộ trưởng, liệu ngài có muốn sống trong một căn phòng thuê theo tháng giá cao không? Đây là tiêu đề bài báo trên trang nhất của Chung-ang Ilbo sau khi chính phủ Hàn Quốc công bố biện pháp bất động sản thứ 24. Trong bài viết này, Bộ trưởng, người được hỏi rằng liệu bản thân có muốn sống trong một căn phòng thuê theo tháng giá cao hay không, bày tỏ sự bức xúc của bản thân. Ký giả, người viết bài báo, cũng bày tỏ sự bức xúc của mình. Những người đọc bài báo này cũng cảm thấy bực bội. Và đương nhiên là người cha này cũng cảm thấy vô cùng bức xúc. Cha vừa đọc bài báo, vừa nhớ lại những ký ức thời thơ ấu của bản thân. Cha được sinh ra vào cuối những năm 1960 tại khoa sản nhỏ của một bệnh viện thuộc thành phố Seoul. Cha là con thứ ba trong một gia đình có 5 người con trai và 1 người con gái. Cha ghét phải nói những điều như thế này, nhưng cha vẫn phải nói rằng trong thời kỳ mà cha sinh sống thì mọi thứ thật sự đều rất khó khăn. Vào thời điểm đó, cả gia đình không thể có một ngôi nhà đàng hoàng để sinh sống, không có cả quần áo để thay, mà cũng chẳng có gì để ăn. Chính bản thân cha cũng không thể hiểu được vì sao vào thời đó gia đình nào cũng đông người như vậy. Trong nhà có 6 anh em, ông bà và cha mẹ cùng chung sống, tổng là 10 người. Những thứ là nền tảng của cuộc sống như thức ăn, quần áo và nơi ở đều không có đủ. Thế nhưng, ngay cả khi phải sống trong những ngày đói nghèo cơ cực ấy, thì cha cũng có một điều ước đặc biệt. Điều ước đó chính là sở hữu một căn phòng của riêng mình. Vì gia đình đông người nên cha đã phải chịu đựng việc đói bụng vì thiếu đồ ăn, mặc quần áo rách mà các anh trai để lại. Ngay cả việc không có ô để đi khi trời mưa thì cha cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng kỳ lạ là cha không thể chịu được việc không có không gian riêng của mình. Khi còn nhỏ, cha là một người rất nhạy cảm,
đặc biệt là về chỗ ngủ. Nếu đến nhà họ hàng chơi, thì gần như cả đêm cha sẽ không ngủ được một chút nào. Nếu có người lạ ở trong phòng, thì cha không tài nào ngủ nổi. Khi mới bắt đầu đi làm, cha phải ngồi chung phòng với các đồng nghiệp khác, và cha cảm thấy rất bất tiện khi mọi người cùng sử dụng chung một không gian phòng. Cha là người nhạy cảm đến mức độ như vậy đấy. Vì vậy, điều mong muốn nhất của cha là có phòng riêng. Sau khi kết hôn và sống một cuộc sống tự lập, thì cuối cùng cha cũng có thể sở hữu một căn phòng của riêng mình. Thế nhưng, đây không chỉ là mong muốn của một mình cha. Các anh chị em của cha cũng đều mong muốn như vậy. Đó là mong ước của tất cả các anh em trong nhà. Thật sự, việc hai hay bốn người ngủ chung một phòng và tranh cãi xem hôm nay sẽ ngủ ở đâu là chuyện vô cùng khó khăn, và nó cứ tiếp diễn mỗi ngày. Dù là bất cứ ai cũng đều mong muốn có một không gian độc lập và một căn phòng của riêng mình. Có lẽ vì vậy mà cha thích một ngôi nhà có nhiều phòng rộng rãi, tựa như một phần thưởng cho bản thân. Thời điểm mà cha thích nhất là năm 2009, gia đình bốn người nhà mình đã chuyển đến căn hộ có diện tích khoảng 132m² ở thành phố Guri, và mỗi người có một phòng riêng rộng rãi. Dù cách biệt giàu nghèo có lớn đến đâu, thì ai trong mỗi chúng ta cũng đều mong muốn có một không gian riêng dành cho bản thân mình. Chúng ta đều có một con người thật khác với vỏ bọc bên ngoài, mà không muốn bị ai khác ngoài bản thân mình thấy. Ai cũng đều có những khía cạnh tồi tệ. Họ muốn được che giấu điều ấy khi ở một mình, và không gian để bảo vệ điều đó chính là phòng riêng. Nếu mong ước của mỗi cá nhân là một căn phòng riêng, thì mong ước của mỗi gia đình sẽ là một tổ ấm. Mọi người đều thích sở hữu một căn hộ để có thể xây dựng tổ ấm ở đó. Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi chỉ căn hộ chung cư mới có được không gian riêng thỏa mãn nhu cầu của con người. Trong cộng đồng đô thị trước đây, căn hộ chung cư được coi là biểu tượng cắt đứt sự liên kết giữa con người với con người trong một cộng đồng cùng sinh sống. Tuy nhiên, cha muốn nói rằng căn hộ chung cư không phải là biểu tượng của sự ngắt kết nối giữa người với người, mà là biểu tượng của một không gian, nơi tính độc lập và sự riêng tư của mỗi cá nhân đều được đảm bảo. Ở một nơi khổng lồ và chật hẹp được gọi là thành phố, không gian độc lập luôn cần thiết cho mỗi đơn vị cộng đồng được gọi là gia đình. Nhà ở cũng đóng vai trò nhất định trong việc tạo ra không gian độc lập của con người, nhưng sự hòa hợp với môi trường xung quanh cũng rất quan trọng. Nơi bạn sống có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bạn. Tục ngữ có câu, mạnh tử tam bận rời giáo. Câu tục ngữ trên bắt nguồn từ giai thoại mẹ của mạnh tử ba lần chuyển nhà để dạy dỗ mạnh tử. Lần đầu, nhà của mạnh tử ở gần Nghĩa Trang, vậy nên cậu bé bắt đầu học những bài văn cúng và khóc thuê. Lần tiếp theo, cậu chuyển đến ở gần chợ và bắt đầu học theo tính xấu của những người buôn bán. Lần cuối cùng là chuyển nhà đến gần trường học và mạnh tử bắt đầu học theo các bạn cắp sách đến trường, học hành chăm chỉ và sau này đã trở thành một nhân vật lỗi lạc trong lịch sử. Đó là một giai thoại nhắc nhở tầm quan trọng của môi trường sống. Nói một cách dễ hiểu là ngày nay, môi trường sống ở xung quanh ngôi nhà của bạn là thứ rất quan trọng. Tâm nguyện của mỗi ông bố, bà mẹ đều mong muốn gia đình mình được sống trong một căn hộ có môi trường tốt. Mặt khác, một căn hộ như vậy cũng chính là một tài sản an toàn đáng để đầu tư. Đây không phải là lòng tham muốn đầu cơ bất động sản, cũng không phải là lòng ích kỷ của một người chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho gia đình mình. Đó chỉ là tấm lòng của mẹ mạnh tử dạy con, là nỗi lòng của mỗi bậc cha mẹ, muốn nuôi dạy con cái trở thành một người ngay thẳng thông qua giáo dục. Sống ở một nơi giá nhà sẽ tăng cao và để lại cho con cái, dù chỉ là một chút của cải. Vì vậy, trong biện pháp bất động sản thứ 24 mà Hàn Quốc ban hành, việc công bố giá phòng thuê theo năm là một điều gây thất vọng rất lớn cho người dân. Đó là vì các nhà lãnh đạo không hiểu được tấm lòng của các bậc cha mẹ, muốn nuôi dạy con cái trong một môi trường tốt và để lại cho con mình dù chỉ là một chút gia tài. Nơi đặt các trung tâm mua sắm và khách sạn là một môi trường không thích hợp để sinh sống.
một con phố nơi diễn ra các cuộc mua bán trao đổi, là nơi đã được nhắc đến trong lần thứ hai chuyển nhà của mẹ Mạnh Tử. Và rõ ràng đó là một môi trường không thích hợp, trừ khi tòa chung cư đó được thiết kế theo cấu trúc phức hợp với các trung tâm thương mại ngay từ đầu. Còn nếu không, thì một nơi có nhiều cửa hàng và khách sạn sẽ không thích hợp để cư trú. Một căn phòng trong khách sạn không có bếp nên không thể nấu ăn hàng ngày, và việc ngày nào cũng đặt đồ ăn ngoài là điều không thể. Trên thực tế, những người dân bình thường không có nhiều tiền, nhưng họ vẫn mong cầu được sống trong một không gian có môi trường tốt. Tiêu chuẩn để đạt mức hài lòng về không gian của những người bình dân cũng không khác gì tiêu chuẩn của những người giàu có. Nhà không chỉ là một nơi để ăn hay để ngủ, mà nó còn là không gian nơi cuộc sống của chúng ta diễn ra. Hay nói cách khác, nhà chính là không gian sống của mỗi con người. Đặc biệt, trong khoảng thời gian dịch COVID-19 diễn ra, thì thời gian chúng ta ở nhà cũng ngày một tăng lên. Ngôi nhà chiếm một tỷ trọng tuyệt đối trong cuộc sống của chúng ta. Và đương nhiên, cùng với mức sống cao hơn, thì nhu cầu về một không gian sống thoải mái, nhất định, cũng sẽ tăng theo. Ngay cả những người bình thường cũng nên biết về điều này. Tầm nhìn của những người bình thường và những người giàu có đều giống nhau và không có gì khác biệt. Họ đều có mong muốn được sống trong một căn hộ tốt. Vậy nên tại sao chúng ta không thể thấu hiểu cho cảm giác của những người bình thường và lập kế hoạch cung cấp căn hộ để họ cũng có thể tận hưởng một cuộc sống thoải mái hơn trong thời gian tới? Khủng hoảng dạy cho ta những bài học. Đối với người không thể nhớ về những gì xảy ra trong quá khứ sẽ liên tục lặp đi lặp lại. George Santayana, một triết gia người Mỹ, kiêm cựu giáo sư triết học tại Đại học Harvard, đã nói: làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi ách thống trị của lịch sử sai lầm? Trước tiên là phải tìm hiểu về lịch sử. Cách duy nhất để hiểu rõ tình hình trong thực tại là hiểu rõ về lịch sử trong quá khứ. Việc tìm hiểu về nền kinh tế cũng tương tự như vậy. Chỉ khi hiểu về lịch sử của nền kinh tế, thì ta mới có thể hiểu được nền kinh tế của hiện tại. Việc chưa tìm hiểu về lịch sử kinh tế mà đã lao ngay vào học về kinh tế là một hành động vô nghĩa. Những sự kiện kinh tế đã xảy ra trong quá khứ sẽ liên tục lặp lại theo một vòng tuần hoàn. Vì vậy, các sự kiện lịch sử quan trọng cần được ghi nhớ và nhắc lại theo ý nghĩa của chúng. Nếu như đó là một sự kiện đau buồn, nó còn cần được ghi nhớ nhiều hơn thế nữa. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, IMF, xảy ra vào năm 1997 là một ví dụ điển hình. Vậy cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF là gì? Để con có thể dễ dàng hiểu được, cha sẽ giải thích về cuộc khủng hoảng này bằng cách so sánh với cuộc khủng hoảng phá sản của nhà ta. Vào năm 1995, các chuyên gia kinh tế đã dự đoán rằng giá nhà ở thành phố Seoul sẽ tăng vọt. Vì vậy nên vào tháng 10 năm 1995, cha mẹ đã quyết định đi vay mượn để có thể mua được căn hộ trị giá 1 tỷ won. Vào thời điểm ấy, trong tay cha mẹ chỉ có 200 triệu won. Vậy nên cha mẹ đã quyết định vay 800 triệu won còn lại từ 8 người quen biết. Để có thể trả lại số tiền cho 8 người quen ấy, cha mẹ đã lập kế hoạch cất giữ toàn bộ số tiền mặt mà chúng ta có cho đến ngày trả nợ. Thế nhưng khi thu nhập hộ gia đình của cha mẹ giảm và chi phí tiêu dùng tăng lên, lượng tiền mặt trong nhà ta mỗi ngày một giảm mạnh. Ngày mà cha mẹ phải trả nợ đã đến, nhưng cả hai đều không có đủ tiền. Không còn biện pháp nào khác, cha mẹ đành phải mang theo sổ hồng của chung cư đến vay tiền của ngân hàng. Thế nhưng phía ngân hàng lại nói rằng giá trị của căn hộ, tài sản giá trị duy nhất của nhà ta, đã bị giảm giá từ 1 tỷ won xuống còn 500 triệu won. Vậy nên chúng ta chỉ có thể thế chấp nhà với mức giá đó. Không còn cách nào khác, vào ngày 1 tháng 12 năm 1997, cha mẹ đã bán căn hộ đó với giá 500 triệu won và tuyên bố phá sản với khoản nợ 300 triệu won. Vậy nên khi con người ta vay tiền, nhưng đến ngày trả nợ lại không trả được, thì có thể gọi đó là phá sản. Nếu so sánh quá trình phá sản của nhà ta với quá trình khủng hoảng của quốc gia, thì có thể hiểu được
cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF đã diễn ra như thế nào? Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu tiền được sử dụng trong mối quan hệ vay nợ giữa các quốc gia là loại tiền gì. Tiền của thế giới được gọi là tiền tệ dự trữ. Các quốc gia trên thế giới tiến hành việc cho vay và đi vay bằng đồng tiền nắm vị trí chủ chốt trên thương trường quốc tế là đô la Mỹ. Năm 1995, Hàn Quốc cần 1 tỷ đô la để phát triển kinh tế, bao gồm các hoạt động xây dựng đường và xây dựng đập. Hàn Quốc lúc đó có 200 triệu đô la, vậy nên 800 triệu đô la còn lại, Hàn Quốc đã phải đi vay Nhật Bản và các nước châu Âu với các kỳ hạn trả nợ khác nhau. Để trả lại tiền, quốc gia ta cần có một số tiền dự trữ đô la, ngoại tệ. Thế nhưng khi đến hạn trả tiền, Hàn Quốc lại không thể chi trả được do không có đủ đô la dự trữ. Vậy nên, Hàn Quốc đã yêu cầu Quỹ Tiền Tệ Quốc tế IMF cho vay đô la. IMF ra điều kiện cho vay tiền nếu Hàn Quốc có thể chuyển đổi sang một hệ thống phù hợp với chủ nghĩa tư bản tài chính. Tuy nhiên, những điều kiện để có thể chuyển đổi ấy đều vô cùng khắc nghiệt. Chúng đòi hỏi máu thịt của toàn bộ người dân trên đất nước này. Vậy nên, Hàn Quốc đã trải qua quá trình tái cơ cấu lạnh thấu xương. Và trong quá trình đó, cả dân tộc đã phải vật lộn với nỗi đau và sự tuyệt vọng vô đáy. Đây chính là cuộc khủng hoảng tài chính IMF, ngay trước khi quốc gia phá sản vào năm 1997. Từ năm 1997 đến đầu năm 2000, đó là những ngày tháng thực sự đau khổ đối với toàn thể đất nước Hàn Quốc. Các công ty lần lượt bị phá sản, dẫn đến tình trạng mất việc làm, trẻ em và người già bị đuổi ra đường, và rất nhiều người đã tự kết liễu đời mình vì kinh tế khó khăn. Đây trở thành một sự kiện đau lòng, cho ta thấy người dân Hàn Quốc đã phải chịu đựng và đau khổ như thế nào khi quốc gia bị đẩy tới trước bờ vực của sự phá sản. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF không chỉ dừng lại ở một sự kiện xảy ra trong quá khứ. Nó không phải là sự kiện chỉ cần được lưu trữ trong thư viện như một hồ sơ lịch sử. Bởi vì, cho đến tận ngày hôm nay, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF vẫn có những tác động và ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Hàn Quốc. Nếu con không có khả năng tự bảo vệ mình, con sẽ bị tước đi quyền lợi quan trọng nhất, chủ quyền. Điều này không chỉ đúng với một quốc gia, mà cho dù là một doanh nghiệp hay một cá nhân cũng đều sẽ như vậy. Tất nhiên là ngay cả đối với cha mẹ, anh chị hay cả bản thân con cũng vậy. Thế giới này vốn là một khu rừng, nơi mà mọi người đều bình đẳng với nhau về quyền tước đoạt chứ không phải là quyền bảo tồn. Có thể nói, toàn bộ chủ quyền quốc gia của Đại Hàn Dân Quốc đã bị Nhật Bản tước đoạt vào năm 1910 theo logic của một đất nước cường quyền. Và việc Hàn Quốc mất toàn bộ chủ quyền kinh tế vào năm 1997 là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF. Vậy, có phải cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cũng có nghĩa như một sự đe dọa đối với chủ quyền kinh tế của Hàn Quốc không? Câu trả lời là có. Nói đúng hơn là chủ quyền kinh tế của Hàn Quốc cũng đã bị chiếm đoạt trong cuộc khủng hoảng IMF lúc bấy giờ. Kể từ sự ảnh hưởng của IMF đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nắm giữ trọng tâm của nền kinh tế đất nước Hàn Quốc. Điều đó không chỉ là chuyện của quá khứ, mà vẫn còn được duy trì tiếp diễn cho đến tận ngày nay. Sự xâm lược giữa các quốc gia về mặt quân sự là hình thức mà chúng ta có thể nhìn thấy. Nhưng sự xâm lược về mặt kinh tế là hình thức rất khó để phát hiện ra, bởi vì chúng vô hình. Điều 1, đoạn 2 của Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc quy định: chủ quyền của Đại Hàn Dân Quốc thuộc về nhân dân và mọi quyền lực đều xuất phát từ nhân dân. Thế nhưng những người dân trên đất nước Hàn Quốc đã đánh mất chủ quyền của chính mình vào tay Nhật Bản ở năm 1910 và đánh mất chủ quyền kinh tế vào năm 1997. Trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF, lý do để những việc tồi tệ này xảy ra chỉ có một, đó là bởi chúng ta không có sức mạnh. Cha không nói điều này với con chỉ để khơi dậy tinh thần yêu nước, vốn đã trở thành di tích thuộc về một thời đại xưa cũ. Cha chỉ muốn nói rằng
con nên phát huy sức mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân. Tiếp nối câu chuyện về cuộc khủng hoảng tài chính IMF là câu chuyện mà cha đã nói với con trong giờ ăn trưa ngày hôm qua. Nishi đã nói rằng nỗi đau không thể giết chết tôi sẽ làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, ông còn nói thêm rằng nỗi đau vốn dĩ là những thứ chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc đón nhận. Thế nhưng tôi không hiểu vì sao thanh xuân nhất định phải đau đớn thì mới là thanh xuân. Trong lúc bực bội với tình hình dịch COVID-19 hiện tại, con đã nổi cáu và to tiếng với cha rằng hãy ngừng nói những lời phi thực tế như vậy lại. Thế nhưng cha phải xin lỗi con trước. Ngày hôm nay cha sẽ sử dụng câu nói này nốt một lần cuối cùng. Nỗi đau không thể giết chết tôi sẽ làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Nỗi đau của cuộc khủng hoảng tài chính IMF không thể giết chết Hàn Quốc và nó làm cho đất nước trở nên mạnh mẽ hơn. Hàn Quốc đã đạt được sự trưởng thành bên trong cuộc khủng hoảng tài chính. Vì vậy, chúng ta đã có thể chịu đựng và vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 tốt hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính IMF năm 1997. Cha trích dẫn câu nói của Nishi vì muốn giải thích kinh nghiệm mà cuộc khủng hoảng tài chính châu Á để lại cho chúng ta, chính là hiệu ứng học tập của nỗi đau. Như Nishi đã nói, việc học hỏi thông qua đau khổ sẽ làm cho một mầm non có thể phát triển thành cái cây cứng cỏi, có khả năng chống chọi với thế giới khắc nghiệt. Hiệu ứng học tập của nỗi đau đã tạo ra một cái cây có những nhánh mềm dẻo, nhưng mạnh mẽ với bộ rễ sâu, khỏe, có thể chống chọi với mọi cơn bão. Từ bây giờ, bằng cách so sánh các chỉ số kinh tế của cuộc khủng hoảng tài chính IMF và cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 hiện tại, cha sẽ cố gắng cho con biết chúng ta đã phát triển như thế nào thông qua hiệu ứng học tập của nỗi đau. Cha sẽ đưa ra một ví dụ về các chỉ số kinh tế kể từ tháng 12 năm 1997. Giá cổ phiếu đã giảm mạnh, chạm sàn và không biết đến bao giờ mới có thể ngừng giảm. Tỷ giá hối đoái vượt quá ngưỡng 2.000 won một đô la và lãi suất vượt quá mức 30%. Một số người thuê nhà khi trả nhà đã nhận được nhà thay vì tiền đặt cọc. Bởi vì giá nhà đã giảm và chủ nhà không thể trả lại tiền cọc cho người thuê, IMF đã bắt buộc chúng ta phải tăng lãi suất lên bất chấp sự suy thoái của nền kinh tế. Vào thời điểm đó, các doanh nghiệp đã phá sản liên tục. Những người thất nghiệp phải đi lên núi để giết thời gian và xoa dịu sự tuyệt vọng cùng nỗi phẫn nộ bùng nổ trong lòng. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì bi kịch khủng khiếp đang ẩn giấu ở khắp mọi nơi. Giá cổ phiếu giảm một nửa, chỉ số KOSPI dù đã vượt quá 1.000 trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 thì sau đó lại giảm xuống dưới 500 vào năm 1998. Giá của những căn hộ cũng bị giảm xuống một nửa. Giá của một căn hộ có diện tích khoảng 109m² ở Seoul là 300 triệu won vào năm 1997, thì đã giảm xuống còn 150 triệu won vào năm 1998. Tỷ giá hối đoái làm tăng gấp đôi giá trị của đồng đô la so với đồng won. Tỷ giá hối đoái của một đô la đã tăng từ 891 won vào tháng 4 năm 1997 lên tối đa 1.995 won vào tháng 12 năm 1997. Và giá trị của đồng won đã giảm mạnh. Nếu như ngày xưa 891 won có thể đổi sang một đô la, thì giờ đây người dân phải trả 1.995 won trong vòng 8 tháng thì mới có thể đổi được một đô la. IMF đã tăng lãi suất lên 30% với chính sách lãi suất cao. Những người dân thường không thể vay tiền từ ngân hàng nên đã lâm vào cảnh mất nhà và bị đẩy ra đường. Mặt khác, những nhà tư bản gửi tiền vào ngân hàng nhận được lãi suất rất cao trong thời kỳ này hoặc mua được những căn nhà với giá vô cùng thấp. Vậy nên khi giá nhà được khôi phục vào một vài năm sau đó, những người ấy có thể kiếm được khoản tiền khổng lồ. Và cứ thế, khoảng cách giàu nghèo ngày càng được nới rộng. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF
thực sự là một nỗi đau khủng khiếp đối với những người dân thường. Thế nhưng họ lại là những người đã phát triển tốt thông qua hiệu ứng học tập của nỗi đau. Nhờ đó mà cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã được khắc phục một cách dễ dàng. Và bây giờ, 24 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính ấy, chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng bão táp không kém, đó chính là đại dịch COVID-19, và chúng ta vẫn đang thích ứng khá tốt. Nếu như xét tới 4 chỉ số kinh tế, gồm giá cổ phiếu, tỷ giá hối đoái, giá nhà và lãi suất, thì chúng ta vẫn có thể tự tin nói rằng khả năng thích ứng của đất nước Hàn Quốc vẫn đang rất tốt. Vào tháng 1 năm 2020, giá cổ phiếu của KOSPI là 2.200, thì đến tháng 12 năm 2020, nó đã vượt qua mức 2.900. Việc bán tháo cổ phiếu của các nhà đầu tư và tổ chức nước ngoài được bảo vệ bởi việc mua cổ phiếu tập trung của Donghak Ans. Thị trường chứng khoán lúc bấy giờ đã không bị lung lay và được duy trì bởi Donghak Ans. Và kết quả là sự hiểu biết của chúng ta về hệ thống tài chính tư bản đã tăng lên. Tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đô la giảm đã làm tăng giá trị của đồng won lên mức cao nhất là 1.280 won vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 và 1.082 won vào ngày 4 tháng 1 năm 2021. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với tình hình cuộc khủng hoảng IMF. Điều này là do giá trị của đồng won đã tăng cao và có thể giữ được địa vị tương đối an toàn. Giá nhà cũng vì thế mà tăng lên. Cùng với đó là sự nhận thức của người dân về nhà cửa, là tài sản an toàn cũng như mối liên kết giữa tiền bạc và tài sản cũng được nâng lên. Vào năm 1998, lãi suất bắt buộc trở nên cao ngất ngưỡng và lên đến 30% vào năm 1998. Nhưng đến năm 2020, lại giảm xuống mức thấp nhất là 0,5%. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là khi chính sách nới lỏng được thực hiện, hầu hết mọi người đều thể hiện những kiến thức kinh tế đáng ngạc nhiên của bản thân bằng cách đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản để đề phòng trường hợp đồng tiền mất giá. Sự thật là năng lực đối phó với khủng hoảng của chúng ta đã phát triển rất nhiều. Nếu chúng ta ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 với trình độ hiểu biết kinh tế hiện tại, thì đã không phải chịu đựng những điều khủng khiếp như vậy. Đây là lý do tại sao cha luôn nhấn mạnh đến việc học về kinh tế. Kẻ thù nguy hiểm nhất trong nền kinh tế chính là sự không chắc chắn và bất an. Nếu như con bị bao vây trong sự không chắc chắn và bất an này, con sẽ trở thành người ngu ngốc như một con gà lôi đang bị ấn đầu vào trong bụi cây. Con sẽ giống như con gà lôi ấy, chỉ biết cắm đầu xuống đất với suy nghĩ rằng mình đã tránh được nguy hiểm và có thể trốn thoát được thợ săn. Cha sẽ nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng con nên học về kinh tế, con trai à. Nỗi đau không thể giết chết tôi sẽ làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Cha hy vọng con có thể ghi nhớ hiệu quả học tập của nỗi đau. Miễn là con tin tưởng rằng nỗi đau hiện tại sẽ giúp con trưởng thành, con sẽ có thể tận hưởng bất kỳ loại đau đớn nào trong cuộc đời. Như vậy, thông qua việc đó, con có thể tập hợp lại những kinh nghiệm giúp ích cho việc học tập của bản thân và tạo ra những nhận thức sâu sắc để có thể ngắm nhìn thế giới. Sau đó, con có thể chia sẻ cái nhìn sâu sắc ấy với mọi người. Khi những kiến thức mọi người chia sẻ với con được tập hợp lại, chúng sẽ trở thành một khối trí tuệ vững chắc, có đủ sức mạnh để giúp con người ta thâm nhập vào thế giới. Nguyên tắc toán học vận hành giữa hai mảng nỗi đau và tri thức, và nguyên tắc ấy là nguyên tắc loại bỏ nỗi đau. Khi làm phép trừ, ta phải trừ đi một số lớn hơn không, thì số bị trừ mới có thể nhỏ lại. Điều ấy cũng tương tự khi chúng ta làm phép nhân. Ta phải nhân với một số lớn hơn một thì mới có thể tăng số lượng lên. Vì vậy, con phải quản lý trái tim của mình bằng một trái tim lớn hơn không và chia sẻ những kiến thức mà con có với một số lớn hơn một. Con trai à, cha yêu con.